Chỗ này đề 13. Rồi, cô chọn nó insert word art. Và cô chọn cái này đi. Ha. Xong rồi, cô mới transform. Transform. Chọn dạng nào đây? Dạng nào đây? Dạng này. Ha, cho chữ nhỏ lại. Rồi, chọn cái format wrap text, chọn cái top and bottom á, hoặc là inline with text cũng được, inline with text cũng được ha. Xong rồi cô đứng đây nè, cô bấm enter cho cái chữ content xuống dưới. Xong cô đứng đây nè, nó như là một ký tự cho nên canh giữa ha. Rồi bây giờ muốn muốn định dạng giống như vậy thì chọn nó, chọn nó, chọn nó nè. Cô cho chữ màu đen format nè, chữ màu đen ha, chữ màu đen đi. Đó, rồi rồi cái bóng của nó thì cô chọn shadow, shadow bóng như thế này hen. Nhưng mà của người ta nó hơi khác khác thì mình vô shadow option, shadow option chọn hơn. Rồi, hộp thoại để nhiều lựa chọn hơn. Cô muốn cái bóng của cô nó không có trong suốt thì cô kéo cái transparent nè, ha ha. Đó. Rồi cô muốn nó không có nhè nhè như thế này thì lơ nè, ha, nó không nhè nữa. Mà vì nó đen thui, vậy thì color màu của cái bóng cô chọn màu xám thôi thì nó giống y của họ thôi, ha. Rồi đóng lại. Nhưng cái này nó hơi đen lắm hả? Không đen lắm hả? Rồi. Rồi dưới này content thì cô kẻ khung tô nền, chứ quên, tô nền. Tô nền cho đoạn thì cô không cần bôi đen, không cần bôi đen nha. Thùng nước sơn đổ màu xanh vô. Rồi. Vậy là xong. Chữ này đậm lên thôi, cái này để lẽ ra mình mở cái đề để mình làm trước chứ làm đó không ăn thua nha. Rồi mở đề ra làm trước nè nha. Đầu tiên là base setup để cho kiếm điểm mà. Base setup lề, base layout, base setup cỡ giấy là A4. Rồi margin, chiều rộng, chiều ngang 2 cm hết, tất cả đều 2. Top, left, bottom, right đều 2 hết. Rồi ok. Rồi bây giờ paragraph style, định dạng paragraph style. Văn bản thường là normal, đề mục cấp 1 là heading 1, đề mục cấp 2 là heading 2. Đề mục cấp 3, này chỉ có 2 đề mục thôi. Vậy thì normal cô mở hộp thoại style ra, style bên đây ha. Cô có thể kéo ở dưới đây nè, cô có thể kéo thu nhỏ lại bớt. Rồi modify normal, modify normal phông chữ Arial cỡ chữ 12, style regular, regular có nghĩa là không đậm, không nghiêng, không gạch dưới. Rồi màu automatic, alignment, alignment justify, justify là cách điều hai bên. Rồi indentation left bằng right bằng không, cái đó trong đây không có. Mở hộp thoại format paragraph ra, left bằng right bằng không, special none, multiple s 1.3, này 1.08 sửa lại 1.3. Rồi before 0 bt, after 6 bt. Rồi ok. Rồi cô đã định dạng normal xong. Ok. Bây giờ đến đề mục cấp 1 là heading 1, modify heading 1. Arial phông chữ Arial 16 bold đậm, màu automatic, màu automatic canh trái led. Rồi led bằng right bằng không, mở hộp thoại format paragraph ra,
Left bằng right bằng không. Special. Special. Special 5. Rồi multiple 1.3 rồi. 12 BT. Before cũng 12. After cũng 12. Rồi ok. Rồi modify. Ok. Modify heading 2. Modify heading 2. Nó là Arial, phông chữ Arial, cỡ chữ 14. 14. Rồi bold đậm, màu tự động, automatic, canh trái, left. Left bằng right bằng 0, mở thoại paragraph ra. Bằng 0, special 5, multiple 1.3, 6 BT before, after cũng 6 BT. Ok. Rồi, hết rồi. Ok. Rồi bây giờ cô chọn tất cả. Lẽ ra nãy khoan làm này đi. Làm theo đề thi trước nó dễ hơn nha nha. Cô chọn tất cả. Ctrl A đi. Cái cô chọn normal cho chữ nó normal hết ha. Rồi, ôi sao kỳ ta. Này normal. Normal ha. Tất cả từ đây dưới normal hết đi. Rồi, normal. Rồi. Tại nãy cô làm cái này trước nè, lẽ ra không nên làm cái này trước nha. Định dạng theo đề thi nó dễ hơn ha. Như vậy tới đây là được nửa điểm. Cái này mới có nửa điểm à. Mới có nửa điểm nha. Basic up với lại paragraph style mới có nửa điểm thôi. Bây giờ đến câu 1.2. Nửa điểm nữa là mới 1 điểm thôi. Rồi xác lập tự động multi level list level 1. Level 1. Cô mở cái tham khảo coi. Chỗ này bây giờ cô có thể bấm Ctrl Enter cho nó qua trang ha, trang bên kia để làm một lục. Rồi chỗ này thì range way, xong rồi Enter xuống dòng ha. Rồi accident in Việt Nam xuống dòng. Ba cái này chèn vô cái Workout. Insert Workout. Chọn cái giống nãy đó. Mình có thể copy định dạng đi. Làm cái này ha. Xong rồi Top Home dùng cây cỏ. Xong rồi quét nó xuống đây. Thử coi được không nha. Không được ha. Cô quét cái này nè. Để cô copy định dạng của cái ký tự. Thử coi được không nha. Rồi. Cô bỏ xuống đây. Cô quét cái này. Được á. Rồi cái cỏ. Quét. Khi mình định dạng đoạn đó thì mình không cần bôi đen ký tự. Nhưng mình định dạng ký tự phải bôi đen ha. Và copy định dạng ký tự cũng vậy. Cô bôi đen. Rồi bây giờ cái này thì cô đổi dạng cho nó. Đổi dạng format transform, đổi dạng thành dạng này nè. Dạng này nè, đó ha. Xong rồi cô cũng wrap test inline with test đi. Inline with test rồi để đây nè, chỗ này ha. Cô để chỗ này, cô enter cho thằng nó xuống. Rồi để rõ chỗ này, cô canh giữa. Đó. Rồi, bây giờ cái đoạn này runway chỗ này nè là in nghiêng, cô chọn cái này, cô Ctrl Y, in nghiêng. Và đứng đây nè, kẻ khung và tô nền cho đoạn, cho nên không cần bôi đen. Mở hộp thoại Border and Setting ra. Tô nền màu, màu cam. Nền màu cam và Border, Border nha. Chọn đường, lăn tăn, đường lăn tăn. Kẻ, rồi, ok. Ok, Apply to Paragraph.
Bây giờ cái này thì cô chọn heading 1, nhưng mà còn bây giờ bắt đầu multi level list nè. Level 1 dạng 1 rồi 2 ha. Level 2 1.1, 1.2. Rồi vậy thì cô đứng đây, đứng trên cái heading 1 á. Cô multi level list chọn chỗ này và chọn 1 1 heading 1, 1.1 heading 2. Hen thì nó có số 1. Bây giờ cô mới define new multi level list. Rồi cô mới sửa nè, nó có hai mức thôi. Level 1, level 2. Giờ level 1 ngoài sau số 1 có dấu chấm. Có dấu chấm. Rồi test indent s 0.75 hay 0.76, sửa 75 cũng được hoặc để 76 không sao. Rồi more ngoài theo sau số với khoảng trắng thôi. Chứ không thôi nó cách nè, nó cách số 1, cách cái văn bản theo sau một cái khoảng tab ha. Rồi. Hết rồi. Ok. Chưa, còn level 2. Level 2 thì 1.1 chấm nữa. Theo sau số với space khoảng trắng. Rồi chỗ này 1 cm. 1 cm. Rồi, hết rồi. Ok, chỉ có hai mức thôi. Ok. Rồi chỗ như thế này cũng chưa được nửa điểm đâu. Mà mình phải định dạng theo như tham khảo. Đây hen. Rồi, bây giờ đến số 2. Chỗ nào đây? Chỗ này. Chỗ này là heading 1. Đứng trên đây thôi nha. Tại sao không chọn? Tại vì những cái style heading 1, heading 2 á, nó vừa là định dạng ký tự, vừa là định dạng đỏ. Nhìn nè, nhìn cái màn hình của cô. Heading 1, heading 2. Nè, cái biểu tượng của nó, biểu tượng của nó vừa là cái phím enter, vừa là cái ký tự. Cho nên những style heading đó, nó vừa là style loại paragraph, vừa là style loại ký tự. Cho nên nếu mình mà bôi đen á thì nó áp dụng định dạng ký tự đó. Ví dụ cô bôi đen thế này, cô list lên heading 1 thì coi chừng là chỉ có định dạng ký tự thôi nha. Cho nên không bôi đen, đứng trên đoạn muốn áp dụng heading 1, đứng trên đoạn đó rồi bấm vào heading 1 đó. Rồi đây, đứng trên đoạn này, bấm vào heading 2 ha. Rồi tiếp tục. Rồi cái table thì làm sao này nha. Nó có sẵn cái dữ liệu thế này nè. Mình chọn chọn nó không phải cái này, hiện tại bây giờ nó không phải là table. Mình chọn khúc dưới nè, chừa dòng trên ra. Rồi, insert table chuyển test sang table, convert test to table, thì nó sẽ có 4 cột và 5 dòng đó. 1, 2, 3, 4, 5 ha. Ok. Và hồi nãy cô quên, thì bây giờ layout nhé. Tab layout có auto fit to content để cái độ rộng cột nó vừa đủ cái nội dung trong cái ô đó thôi nhé. Còn hồi nãy mà cô nhớ thì như vậy: insert table, convert text to table và mình chọn auto fit to content. Ok ha ha. Còn nếu mà quên thì vô tab gì layout auto fit gì to content, và nếu mà auto fit window thì nó sẽ kéo dài qua bên kia ha. Rồi bây giờ cô thấy nè, nó trong tab home xóa khoảng trống phía sau đoạn nó đi, remove thì cái table, rồi canh giữa nè nha ha. Không chọn chọn không phải chọn cái table, chọn cái này nè, chọn văn bản trong table hen, văn bản trong table xong rồi canh giữa đó ha. Rồi bây giờ cô mới đứng đây nè, cô đứng cái dòng đầu tiên, cô click chuột phải, insert row above, chèn một dòng bên trên. Rồi cô click chuột phải, cô trộn 4 ô á, thành một ô, merge cell. Cô copy, cut cái này bỏ vô.
Control X bỏ vô đây, Control V ha. Rồi bây giờ cô mới định dạng đó, cô có thể chọn chọn từng dòng định dạng cũng được, hoặc là cô chọn nguyên dòng này ha. Sao nhưng mà cô thấy nên làm vậy nè cho nó nhanh. Design nó có word, nó có table style. Table style cô chọn dạng nào giống giống thế, đây dạng này ha. Xong rồi cô kẻ khung border, kẻ khung on border cho nó. Nó nhớ cái đường mà cô mới vừa vẽ trên đây nè ha. Vậy thì cô mở hộp thoại border setting ra, chọn cái đường không phải là đường lăn tăn nữa mà đường liền nét, và kẻ hết on. Rồi ok, apply to table nha. Rồi bây giờ cô mới cô vậy các bạn lớp cô ơi, cái đề chỉ có là cô thêm cái hàng ở trên cùng sao với cô làm lại trên quá. À mấy cái này cô dọn cái table, muốn chọn cái table bấm dấu cộng, bấm dấu mũi tên bốn chiều trên này nha, và cho chữ màu đen hết, hôm chữ màu đen, chữ màu đen hết ha. Rồi bây giờ đứng trên cái ô, cái dòng đầu tiên thùng nước sơn no color, và kẻ border cho nó, quên border cho nó ha. Rồi ở dưới thì chỗ này cô cũng kẻ đổ thùng nước sơn vô, thùng sơn màu đậm đậm cho nó giống. Rồi mấy kia để yên cũng được, vậy là được rồi. Bây giờ cô mới kéo nó bỏ vô chỗ giống của người ta, coi thử coi nó giống chỗ nào nha. Rồi bỏ nó vô S Award nè, nắm nguyên cái chỗ mà mũi tên bốn chiều á, nắm kéo nó bỏ nó vô chỗ đó, kéo mũi tên bốn chiều, ráp chuột kéo nó chỗ này, xóa bớt cái dòng này đi, rồi sắp xếp cái table lại để ở dưới đây đó, vậy đó, vậy đó. Rồi xong, bây giờ thì mình chỉ định dạng theo giống vậy thôi. Bây giờ đến ran away, từ đâu tới đâu chia hai ba cột, chỗ này là heading 2, control alt 2. Rồi chỗ này có thể cho nó qua trang cho giống của họ. Rồi, chỗ này qua trang để dễ chia cột. Control Enter qua trang. Rồi bên đây chia cột, chia ba cột bằng nhau và có đường chia ở giữa. By layout column và more column. 3, 3 cột có line between, ok. Rồi bây giờ mới làm cái rớp kép, mà rớp kép này rớt xuống hai dòng, insert rớp kép và rớp kép option. Rồi rớp và rớt xuống hai dòng thôi, ok. Tương tự chỗ này cũng vậy, bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Tương tự chỗ này cũng vậy, bấm F4 lặp lại hành động mới vừa rồi. Mới vừa rồi cô làm rớp kép thì cô bấm F4 lặp lại, và cô đứng trên đoạn nào thì nó làm rớp kép cho đoạn đó nha. Rồi bây giờ cô chèn vô cái hình chỗ này đi, agency, chèn vô cái hình picture này là đề 13 module 13 dữ liệu vật. Rồi đây chèn vô cái hình insert. Rồi cô mới kéo cái hình qua, kéo cái hình to ra,
chèn cái hình vô, xong rồi cô chọn format rap test, cô chọn square. Square coi là cô kéo nó không có được, nó như một ký tự á, ha ha. Hơi bối rối đó. Rồi. Rồi. Đó. Nhưng rồi, cô làm lại chỗ đây thử nha. Chia cột, sau này chèn hình. Chia cột, chia ba cột. Column, ba cột mà có đường chia ở giữa. Ba cột có line between, ok. Có đường chia ở giữa rồi. Bây giờ mới chèn cái hình vô. Chèn cái hình vô thì cho cái hình ở chỗ đây đi. Insert picture. Rồi, chèn cái hình ở đề 13 vô. Rồi, bây giờ mới chọn Wrap Test. Wrap Test Square. Nghe. Rồi, kéo cái hình to ra. Rồi, chỗ này nè. Chỗ này muốn chữ Y qua thì bấm Enter. Enter thêm một cái nữa. Rồi bây giờ mới làm rớp kép. Thường thì khi mà chia cột á, rớp kép làm sau cùng. Nghe. Nhưng cái này bối rối quá. Bối rối quá. Rồi cái hình này nó có border. Kẻ border cho nó. Chọn nó. Format. Chỗ nào đây? Chỗ nào đây? Picture. Hoặc là... Rồi, cô thấy cái hình nó có đường biên nè, là border. Cô chọn cái hình trong tab format có cây cỏ đó là border cho cái hình đó. Hoặc là kit style có không? Không, mấy cái này mấy cái dạng lạ quá. Cho nên chọn cái chỗ này đi. Nó chọn màu đen. Đó thì sẽ có cái border màu đen đây. À, rồi bây giờ mới làm rớp kép. Insert rớp kép nè. Khi mà lỡ mà mình chọn rớp kép mà nó tắt tối thui là biết là ký tự đầu đoạn không phải là ký tự in được, là rớp kép tắt tối thui nha. Thì khi đó mở hôm mở ký tự không in được ra coi. Ở đây nó có cái khoảng trắng nè, cô nói để lỡ mà lỡ gặp cái đề gì á mà nó bị như vậy thì biết đường mà sửa à nha. Xóa cái khoảng trắng trước đoạn đi. Ký tự đầu đoạn phải là ký tự in được thì nó mới rớt. Rồi bây giờ mới rớp kép nè. Insert rớp kép. Rớp kép option. Rớp và rớt xuống hai dòng thôi. Ok. Rồi để qua đây ngay chỗ Y đó, bấm F4. Để qua chỗ Unprotect á, bấm F4. Rồi, bấm này Enter coi nó qua không? Rồi qua. Đó, rồi chạy nó đi nha. Kéo này vô để đàng hoàng lại. Rồi tiếp chỗ này. Chỗ này Control Alt 2 Heading 2 Prevention Ctrl+1 heading 1. Chỗ này mở cái hộp thoại style ra dễ làm ha. Rồi chỗ này là heading 2. Tiếp 3.2 Education and Policy. Rồi heading 2 luôn. Rồi số 4 heading 1. Hết rồi. Đề ngắn hả? Rồi bây giờ đến header footer. Qua cái đề coi thế nào.
Work at, mục lục, bay border cho trang đầu, định dạng, runway và tạo tế bô rồi. Phân column rớt kép chèn picture rồi. Watermark, header footer, bây giờ còn watermark. Watermark nó chữ gì đây? À, chữ gì cô không thấy đường luôn đó. À, runway accident in Việt Nam, nó là chữ đó. Vậy thì nó chữ chữ này nè. Cô copy cái chữ này đi ha, chút cô bỏ vô Ctrl C rồi có thể cô bỏ vô chỗ nào đó cô pass value thôi. Xóa cái enter đi. Là bây giờ cái này nè, cô Ctrl C để chút nữa cô bỏ trong chỗ qua tôi mắt ha. Rồi qua cái tập tin của mình, à, reference chỗ nào quên mất. Bay layout watermark và custom watermark. Rồi test watermark. Rồi à, ngay chỗ test này xóa này đi, Ctrl V cái kia qua. Và họ có yêu cầu watermark gì không? Không. Không, không có yêu cầu gì hết, chỉ có chữ vậy là được. Rồi ok. Nè, cô có watermark rồi nè, ha ha. Rồi tiếp tại gì đây? Watermark bây giờ đến header footer. Coi cái tham khảo. Header là dòng chữ Wikipedia Runway Action Việt Nam. Chỗ này có sẵn không ta? Rồi. Rồi đến header. Header. Header thì cô thấy mọi trang đều giống nhau, trừ trang đầu tiên ra. Nha. Vậy thì insert header và edit header. À, nó có cái tab design thì cô thấy trang đầu tiên nó không header, cho nên different first page đánh dấu trang đầu tiên khác. Khi đó thì nó có nè. Header. Chỗ này đây, head first page header section 1 không làm gì hết. Ở cái này thì nó có chữ Wikipedia. Rồi gạch cái chi kia nãy cô còn trong cô còn ở trong clip bo đó, cho nên cô bát nó ra ha. Rồi đóng này lại đi. Rồi cô bát nó ra. Bây giờ cô thấy header của nó tô nền màu vàng, đứng đoạn đó hôm thùng nước sơn màu vàng, sơn nó vô nén màu vàng, sơn nó vô. Rồi dưới footer, coi footer có gì đây. Footer của chừa trang đầu tiên ra. Rồi dưới này footer có số máy, computer name. Số máy, mọi người gõ tiếng Việt đàng hoàng BC gì đó ha. Rồi bấm tab qua bên phải, tab hai lần qua bên phải. Insert by number, chỗ nào đây, design by number và chỗ current position. Current position và chọn cái dạng này nè ha ha, tại vị trí hiện tại
Thế nào? Bottom bay. Bottom bay. Rồi current position chọn cái dạng này đi. Đó. Rồi mới xóa cái dấu gạch này đi. Nó giống y ha. Bạn có thể muốn vậy thì cho chữ nó nghiêng rồi cho nó nhanh. Rồi vậy thì header cái nào cũng có hết. Chỉ riêng có trang đầu tiên là không có. Đóng header footer lại. Rồi bây giờ làm một lục content đứng đây đổ thùng nước sơn. Trước khi đổ thùng nước sơn bấm enter xuống đi. Enter xuống nha. Rồi bây giờ mới đứng trên cái chỗ content đổ thùng nước sơn vô. Tại sao mà phải enter trước? Nếu mà mình đổ thùng nước sơn vô rồi mình mới enter thì nó mang định dạng nó xuống. Mắc công, tuy nhiên cũng làm gì xóa được nè. Cũng gom xóa định dạng ha. Rồi chèn. À bây giờ cái xóa cái watermark của trang đầu tiên thì cô coi session 2. Cô nhấp đôi vào header của cái trang đầu tiên ha. Xong rồi đánh dấu different first page. Và xong rồi xóa chọn này nè, bấm delete coi dưới còn không. Ồ, xóa mất luôn là sao? À cô hiểu rồi, biết tại sao không? Tại nãy cô ngắt session ra. Bây giờ đừng có ngắt session nha. Đừng ngắt session. View Wrap. Hồi nãy cô ngắt session ra đó. Nè session big bỏ này đi. Không ngắt ra mà chỉ cho nó qua trang thôi. Trang 1. Rồi cô view print layout trở về. Nè trang 1 cũng là session 1. Trang dưới này cũng là session 1 luôn. Hồi nãy cô quên cô ngắt session. Không cần ngắt session nha. Rồi bây giờ mới chèn vô watermark. Watermark bay layout. Watermark và custom. Rồi test. Rồi ok. Này có rồi đó ha. Coi nó có nè. Nhưng trang đầu tiên không có là tại gì? Ồ, nói vậy là mình cô nhắc lại cái vụ mà xóa watermark trang đầu tiên nè. Giả sử như cô có cái văn bản Word nhiều trang nè ha. Bây giờ cô chèn vô watermark. Bay layout watermark. Rồi custom watermark. Ví dụ cô để vô cái chữ là bí mật hen. Rồi chữ màu đỏ đi cho dễ thấy. Ok, bí mật. Bây giờ muốn xóa watermark trang đầu tiên. Đây có 4 trang đều có hết nè. Thì cô nhấp đôi vào thanh, vào cái header. Vào header nè. Nhìn đây cái trang giấy thì phía trên nó là header. Nhấp đôi vào đó. Và cô đánh dấu different but first page ha. Rồi cô đứng đây, cô xóa cái header của cái này. Xóa cái watermark của cái này chứ quên. Nó to quá chọn được ha. Để cho view. Design different first page. Rồi. Đó, xóa thì các trang dưới vẫn còn nè ha. Nói tóm lại là mình vô cái header á, muốn sửa header thì nhấp đôi vào header. Xong rồi đánh dấu different first page. Và mình sẽ bấm, mình xóa cái watermark của trang đầu tiên. Trang đầu tiên khác, các trang khác. Cái watermark này sao nó lại liên hệ với cái header ha. Rồi, vậy đó. Rồi. Rồi, trở về cái đề của mình. Thì cô cũng làm cách như vậy. Bây giờ chèn vô một lục. Reference, table of content. Insert, table of content. Rồi, ok, là xong. Xong cái đề số 13.